Kính thưa toàn thể anh em trên toàn hành tinh, cầu ca hiện nay đang có mặt tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2017 và bây giờ chính xác là 16 giờ. Cầu ca xin gửi lời chào và lời chúc đến tất cả anh em trên bạn bè trên Facebook và trên mạng xã hội. Hôm nay là ngày thứ tư mà Cường Quốc Ca có mặt tại trường quân sự để tham gia khóa học lớp sĩ quan dự bị trong vòng thời gian 3 tháng. Trong 4 ngày ở trường quân sự thì gặp được rất nhiều anh em, 86 anh em trong lớp sĩ quan dự bị. Thì rất nhiều niềm vui, nhưng mà bên cạnh đó thì có nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Thì trong 4 ngày vừa rồi thì đến bây giờ là một ngày rất là đặc biệt. Thì Cường Quốc Ca xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình, bà, bố, mẹ và toàn thể gia đình, vợ và con Hòa Su Su luôn luôn mạnh khỏe. Và ở nhà hãy yên tâm vì con, cháu và chồng, bố đang công tác rất là tốt cùng tất cả anh em tại trường quân sự. Nhân dịp ngày hôm nay là ngày 5 tháng 3, ngày mà vợ Trang Còi mở cửa hàng khai trương quần áo, thì xin chúc cửa hàng của vợ luôn luôn được đông khách hàng, phát tài phát lộc. Mặc dù không có chồng bên cạnh nhưng mà vợ hãy vui tươi lên, vì bên cạnh vợ còn rất nhiều người bạn. Đặc biệt hơn nữa, ngày mai là ngày mà Hòa Su Su của chúng ta tròn 2 tuổi, ngày sinh nhật. Chồng cũng rất tiếc là không về được, nhưng mà thôi, từ đây thì cũng gửi lời chúc đến con, đến vợ luôn luôn mạnh khỏe. Và vợ ngày mai hãy tổ chức một buổi sinh nhật có bánh gato, chụp ảnh để gửi cho chồng trên trường quân sự được biết. Và thêm hơn nữa, xa hơn nữa, 3 ngày nữa là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Thì xin kính chúc vợ yêu luôn luôn xinh đẹp, trẻ khỏe và đặc biệt là hạnh phúc, gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc. Và thêm một điều nữa là sẽ luôn luôn ủng hộ chồng trong con đường công tác xã hội, trong cái sự nghiệp, con đường mà chồng đã chọn. Vâng. Và clip này xin được thay ngàn bó hoa, thay ngàn lời chúc gửi đến vợ yêu và toàn thể gia đình, anh em trên toàn thế giới. Xin chào.